ngày thứ tư mưa tầm tã luôn, mưa mà nước ngập đầy đường luôn nha. Thì hôm nay em có cái yêu cầu của một khách hàng, thì test cái con máy Shirawa 1036 này, rồi sau đó vào thùng thì để gửi cho người ta ha. Mà trời bây giờ mưa quá thì khá là ồn luôn. Bây giờ em cũng test để cho anh trai xem ha, có gì anh trai thấy em quay cái video này thì anh trai vào xem cái máy của mình ha. Đây mưa khá là to đó, một cái khung cảnh đẹp nha, rất là đẹp. Một ngày mưa gió test máy cho anh trai ha, thì con này test tha hồ luôn nha đó. Rồi ok, anh có nhu cầu sử dụng thì liên hệ vào số điện thoại 0334441710 để mua hàng ha. Bên em gửi hàng toàn quốc. Thì hôm nay trời mưa chắc em cũng quay một ít cái cho mọi người thôi, còn cái clip này con này thì em đã bán rồi ha, thì em test cho anh trai thôi nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video của em nha.